người, và hôm nay chúng mình sẽ đến tìm hiểu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trường đảng duy nhất trên hệ thống các trường đại học trên toàn quốc. Trường báo giáo dục là có bao nhiêu cái tên tất cả? Chết rồi. Trường báo thì có rất là nhiều tên, nhưng mà cái tên mình ấn tượng nhất đó chính là Học viện Ú à. Oh my god! Wow! Ngoài ra thì còn có là trung tâm tổ chức sự kiện Cầu Giấy này, Học viện Mất Trí và Niêu Thuyền này, Học viện Mộc Cây, Học viện Mộc Cây nữa. Đấy, thế chỉ thế. Học báo có nhất thiết phải là nhà báo không? Mọi người thường nghĩ là vào trường báo thì sau này sẽ làm nhà báo, nhưng mà thật ra thì trường báo cũng có rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Và khi mà ngay như viện báo mình học thì ngoài các chuyên ngành như báo in, báo ảnh thì bọn mình còn học cả các môn truyền thông đại chúng, truyền thông đa phương tiện. Nên là mình nghĩ là khi mà học báo thì vừa có thể làm nhà báo và vừa có thể làm nhà truyền thông. Mình thấy hệ thống quy trình dạy trường báo khá là xịn, đỉnh và chất. Cá nhân mình thì thấy là các thầy cô ở trường mình chuyên nghiệp, giỏi, cái gì cũng biết. Và môn học thì cũng rất là vui, chơi cũng nhiều và học cũng nhiều. Và kết hợp với học và chơi thì cũng khá là bổ ích. Điều thích nhất trong hệ thống và quy trình dạy ở trường báo là gì? Mình nghĩ là trường mình có được vừa được học lý thuyết và vừa được học thực hành, hai cái việc đấy thì nó sẽ song song với nhau, và cái điều đấy thì cũng sẽ dành cho sinh viên thêm khá nhiều cái kỹ năng thực hành cần thiết đấy. Đó. Các qua môn dễ dàng ở trường báo? Mình là thuộc hệ người chơi hệ tâm linh, nên là mình nghĩ là các qua môn trước khi đi giới thiệu với các cụ nhé. Và ngoài ra thì một số gọi là yếu tố lấy may ở trường, ví dụ như là thần đá của học viện. Rồi. Mong là các qua môn dễ dàng ở trường báo là gì? Qua môn dễ dàng trường báo cứ học thì qua thôi, không việc gì phải lo, hiểu đừng có chây điểm, nó phải điểm thành phần cũng phải 6-7 thì cũng sẽ qua được môn, ngoại trừ môn thể dục nhá, ngoại trừ môn bóng rổ nhá, mày có ném 10 quả mày cũng qua được, nếu như mày mới lặng. Các môn lý luận chính trị thì phải học lý thuyết rất là nhiều, còn các khối báo chí truyền thông thì được thực hành nhiều, có đúng không? Thực ra thì khối nào thì cũng sẽ được thực hành nhiều và nó liên quan đến cái nghiệp vụ và công việc của cái lĩnh vực đấy. Ví dụ đúng là với báo chí thì đương nhiên là phải thực hành nhiều rồi, phải làm nhiều. Còn với những cái khối lý luận ấy thì những cái mà liên quan đến công việc và nghiệp vụ của bạn ấy thì các bạn ấy cũng sẽ được thực hành nhiều hơn. Và cái việc về mặt lý thuyết và về mặt thực hành thì nó cũng sẽ được cân đối để đảm bảo cái hiệu quả công việc cũng như là cái chất lượng đào tạo cho nó ổn nhất đối với từng lĩnh vực. Đã từng chạy sự kiện ở trường báo chưa, và trải nghiệm của bạn như thế nào? Mình đã từng chạy sự kiện ở trường báo rồi, thấy rất là vui, bổ ích. Mà nếu như mà chưa ở trường báo mà chưa chạy sự kiện ở trường báo thì thực sự là một cái điều mà rất là đáng tiếc. Và nếu như mà kể cả các bạn trường ngoài nữa mà muốn tham gia hoặc là muốn trải nghiệm một cái điều đó thì cũng sẽ khá là đơn giản nếu như mà các bạn có đủ yêu thích và đủ khả năng. Có đã từng chạy sự kiện ở trường báo chưa, và cái trải nghiệm chạy sự kiện ở trường báo như thế nào? Chạy sự kiện trường báo thì chắc ai cũng chạy rồi. Trải nghiệm thì kiểu nó rất là hối hả, rất nhiều thứ để phải làm ấy, và cái gì mày cũng phải làm ấy, nhưng mà nó rất là vui ấy và rất đáng ấy. Còn chưa chạy sự kiện có khi là chưa phải là sinh viên trường báo. Vỗ tay, vỗ tay. Trải nghiệm một quân sự ở trường báo cuối cùng là trải nghiệm như thế nào? Vui lắm, bổ ích lắm, và các bạn sẽ được học thêm nhiều kỹ năng, trong đó có cả kỹ năng pha chè nữa. Còn cụ thể nó như thế nào thì ở trường báo mới biết được.
trải nghiệm học quân sự ở trường báo rốt cuộc là cái trải nghiệm như thế nào? Ui, nhắc đến kỳ quân sự thì đấy là một cái kỳ đáng nhớ nhất của mình, đấy là mình được học chung cùng với lớp của crush, và được nhóm bạn đấy chạy phạt cùng các thứ hàng ngày luôn. À còn mình thì nhớ nhất là kiểu chiều buổi chiều nắng ý, xong thầy hay gọi một đội mẫu lên để kiểu hướng dẫn các bạn ý, thì mỗi lần làm như thế thì nó rất là buồn cười, thế thôi. Thì bảo mình là thôi, mình ở đội mẫu chứ lại. Một điều mà bạn không thích ở trường báo? Điều mà mình không thích nhất ở trường báo đấy là việc trường mình là học viện Phú Hòa, nên là có một lần đi thi thì hôm sáng hôm ý thi, nhưng mà đến khi bọn mình đến trường thì bọn mình vẫn chưa biết số báo danh của là bao nhiêu và thi phòng nào. Còn mình ghét nhất là tại vì đằng sau cổng trường có rất nhiều quán cà phê ấy, thì mình rất thích đi ra ngoài chơi, nhưng mà cổng trường hay đóng cổng trường và mỗi buổi học chiều đi học ấy, nên là mình cũng không có cơ hội để đi ra ngoài quán cà phê ở ngoài chơi.